Xin chào quý vị các bạn, mời quý vị các bạn tiếp tục đến với triển lãm sinh vật cảnh Bắc Ninh mở rộng năm 2024. Và triển lãm đang diễn ra tại công viên Nguyễn Văn Cừ, thành phố Bắc Ninh. Triển lãm kết thúc vào ngày 5 tháng 3 dương lịch. Hiện tại khu vực này đang là cái khu vực trung tâm của triển lãm, với một dãy loạt cây rất là to ở phía ngoài này. Còn bên trong kia là cây để bàn. Mình sẽ đi cái khu bên phải của triển lãm này trước. Tác phẩm ngoài cùng đây là Thụ Lâm Ngự Thạch, một trong những tác phẩm si cổ. Đã đi nhiều triển lãm rồi này. Một cây si cổ khác, cây này như kiểu mới xuất hiện. Còn cây hoa giấy này với cái chậu dát vàng đã xuất hiện ở dịp Tết Nguyên Đán vừa rồi ở Mỹ Đình. Hoa giấy chậu của nghệ nhân Thịnh Rồng, cây của anh Hoàng Lịch Thiệp. Tác phẩm xanh cổ. Nhìn cái bệ này mê quá nhỉ. Kinh. Cây xanh cổ trên đá. Huyền Chi Vân Tùng. Huyền Chi Vân Tùng. Một cây long của nhà vườn Lộc Phú Quý. Thất Thụ Tam Tài. Cây cây này cũng rất là quái. Chậu này, cái chậu như chậu gốc của nó trong này. Toàn cây cổ và là những cái cây nổi tiếng rồi. Tác phẩm Ngũ Thường, Nguyễn Mạnh Cường, thành phố Hải Dương. Tác phẩm Cây Xanh Đĩa Bay. Đĩa bay này ở Vĩnh Phúc. Mình từng gặp ở triển lãm ở chỗ Vĩnh Yên. Cây xanh đĩa bay, nhà vườn hoa cau. Tác phẩm Đài Sen. Đấy.
cái không gian trưng bày ở công viên Nguyễn Văn Cừ này nó rất là rộng và đẹp, phù hợp với một cái triển lãm sinh vật cảnh. Mình quay nốt mấy cây to ở đây rồi đi vào những cái khu vực cây để bàn nhé quý vị nhé. Nói chung là triển lãm này nó thực sự quy mô và quy tụ nhiều những cái tác phẩm đẹp và nổi tiếng. Nhìn rất là mê. Đấy, trên này là dãy hàng cây tầm trung bề tài này. Cây để bàn này. Đây này có cây nguyệt quế đẹp. Đấy, một cây si nhìn nó hơi rối tí. Bên trong này cũng nhiều xanh. Nhiều xanh. Như là khu để bàn. Cây tầm trung nhé. Này. Là cái bên trong này thì nó khá là thoáng. Thế nên là có thể đi, quý vị có thể quan sát toàn cảnh cái khu trưng bày ở đây. Một cái tác phẩm hoa modern bonsai. Đấy. Tùng La Hán. Đây một cây ruối. Cây ruối này cũng rất là quái, bám đá rồi. Cây này được ký đá. Đồi Tùng La Hán. Mà nguyên một cái dãy này là toàn là si nha quý vị nhé. Cả cái dãy này toàn si không. Từ đây xuống là mấy chục tác phẩm si. Mình đi cái dãy này trước. Đấy, si. Chỗ này nó cái không gian thật đẹp. Các thể loại si ở đây nhưng đa phần là ôm đá. Nói chung triển lãm này mình thấy nhiều cái mới và sáng tạo. Ngay cả cái địa điểm tổ chức thì đây cũng hình như là cũng là lần đầu tiên tổ chức ở công viên Nguyễn Văn Cừ này. Vì đa phần các cái triển lãm ở Bắc Ninh là triển lãm ở chỗ nhà thi đấu đa năng, chỗ cánh buồm. Nguyên một dãy si. Cây si trực huyền Ngô Thế Minh. Chẳng nhẽ này cùng một cái nghệ nhân, cùng một nhà vườn. Ngô Thế Vinh nhé quý vị nhé. Đấy.
Đấy, mình xem mấy tác phẩm đều có tên là Ngô Thế Vinh. Chả nhẽ nhà vườn này chuyên si luôn. Đúng thật quý vị ạ. Nhà vườn này chuyên si luôn. Ngô Thế Vinh 0913 259 246 ở thành phố Bắc Ninh, chuyên si. Hèn gì cả một dãy mình thấy là mấy chục tác phẩm si ở đây. Rất hay. Quý vị vừa xem là cái dãy cây bên phải khu vực trưng bày triển lãm Bắc Ninh. Chúng ta vừa xem một dãy tác phẩm si của nhà vườn Ngô Thế Vinh ở thành phố Bắc Ninh, chạy dọc đây. Rất nhiều si luôn. Video xin kết thúc ở đây. Tạm biệt quý vị và các bạn và hẹn gặp lại ở video sau.